chúng ta hãy cùng chờ xem đây sẽ là một tình huống mà Viettel có thể đưa bóng vào lưới đối phương hay không. Cái kề, bàn thắng dành cho cầu thủ Viettel FC. Không có penalty dành cho cầu thủ Viettel FC trong hai tình huống mà cái FC phải nhận thẻ đỏ. Nhưng cái kề đã đưa bóng vào lưới. Và chắc chắn là Viettel FC sẽ không dừng lại. Lợi thế quá lớn đang thuộc về họ. Lợi thế về bảng tỷ số, lợi thế về mặt quân số. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem các học trò huấn luyện viên Jürgen Klinsmann không chịu biệt hoàng sẽ làm gì ở những phút còn lại để nâng cao được cách biệt. Một cú tước lòng trọng ấn tượng đến từ Kai Kể. Lần này thì thủ thành Jack Bazon đã không thể cản phá được nữa rồi. Khá tốt. Biagi. Đó là Biagi. Rất lắt léo. Dứt điểm 2-0 cho Kawasaki Frontale. Và dứt điểm đúng theo bài. Thành công là Osuka. Rất nhanh. Tỷ số bây giờ đã là 2-0. Và ghi bàn của chuyên gia đá phạt quen thuộc Kazuki Kosuka. Có thể nói là công lớn trong bàn thắng này đã thuộc về Ten Miyagi với tình huống xử lý kỹ thuật ở bên cánh phải và mở ra một đường truyền dữ đặt dành cho Kazuki Kosuka. Mặt cầu lê rất đẹp mắt. Mặt cầu bóng rất nhanh của Felipe Gin. Felipe, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Chiang Rai United. Felipe chính là người đã tạo nên cơ hội cho Fiti Watt trước đó. Nhưng đội trưởng của Chiang Rai United đã không thành công. Nhưng chỉ một phút sau, tiền vệ người Brazil đã mang về bàn thắng để Chiang Rai United vượt lên. Cơ hội có được chiến thắng thứ hai cuối cùng cũng đã được mở ra. Là cơ hội dành cho cả Osaka. Bàn thắng đến với Patrick sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của số 18. Patrick đã rất nỗ lực với ít nhất là hai cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra chỉ trong vòng 5 phút của hiệp 2. Và đến phút thứ 8 của hiệp 2 là phút thi đấu thứ 53 thì Patrick đã điền tên mình lên bảng điện tử. Những cầu thủ đã ghi bàn ở trong trận đấu này. Cú đá ở góc hẹp cực kỳ quyết đoán đến từ Patrick. Con FC giờ sẽ chơi nhanh hơn. Ciprala dứt điểm. Không phải là Ciprala mà đó là Boninfala. Cú đá quá tuyệt vời đến từ số 10. Và con FC một lần nữa tái lập được thế dẫn trước. Không thể có cơ hội cho Giang Giang Di được. Và đưa bóng xuống của đồng đội là rất vừa với đà băng xuống của Boninfala. Và sau đó là một cú miết lòng trong, một cú đá ngay. Bóng đi rất hiểm hóc và tiếp lòng rất ngọt đến từ Boninfala. Và nó quá đủ để giúp cho các cầu thủ Port FC có được bàn thắng dẫn trước 2-1. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng Foxy.